TSM, WWE, Digital Esports, Fanatic, Top Esports. Bạn có biết điểm chung của những ông lớn danh tiếng lẫy lừng này là gì không? Phải rồi, đó là họ đều đã từng gục ngã trước một đội tuyển không mấy tiếng tăm, một đại diện tới từ khu vực nhỏ vốn không có bao nhiêu vị thế trên đấu trường thế giới. Gã tí hon có thể làm nên những điều phi thường, đó không ai khác, chính là Gabi Sport, niềm tự hào của khu vực VCS. Để nói về đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn cảm xúc và để lại được nhiều dấu ấn nhất tại các giải đấu quốc tế, thì chắc chắn câu trả lời phải là đoàn quân áo vàng đen. Một tập thể với truyền thống lâu đời bậc nhất hiện tại, từng khuấy đảo cả MSI, không phải là 2023 và chung kết thế giới, khiến cho biết bao đối thủ lớn nhỏ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mỗi khi đối đầu. Cũng vì lý do đó mà Gabi Sport luôn là đội tuyển đáng theo dõi bậc nhất ở các giải đấu, một cái tên mà mỗi khi vang lên đều khiến cho khán giả khắp nơi phấn khích không ngừng, ngóng chờ xem họ tạo được những gì bất ngờ tiếp theo khi mà mọi thứ đã an bài. Nếu chung kết thế giới được ví như một bộ phim, chắc hẳn Gam sẽ xuất hiện những phân đoạn act-break, tuy gian dở nhưng đầy bất ngờ, kịch tính. Nếu chung kết thế giới được ví như một món ăn tinh thần, vậy thì Gam sẽ là thứ gia vị tuyệt vời tô điểm lên món ăn đó, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay, tiếp nối series đường đến chung kết thế giới, hãy cùng Lưu nhìn nhận lại sức mạnh thực sự của đại diện số 1 VCS, Gam Esports, để xem họ có thể tiếp tục tạo nên những điều thần kỳ như những gì đã làm trong quá khứ, một lần nữa khiến Việt Nam rạng danh thế giới hay không. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại cho Lưu một like và một sub, cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Gam Esports, công to, tội lớn. Chắc hẳn người hâm mộ Việt Nam đã, đang và sẽ luôn nhớ về một kỳ tích lịch sử, một dấu ấn thời gian không thể nào phai mang tên Gigabyte Marine 2017. Chính họ là những người đã góp công lớn nhất trong việc nâng tầm vị thế của VCS lên đến thời điểm trước MSI 2023, được tách riêng thành một khu vực độc lập, xếp hạng hạt giống trên những đội tuyển wildcard và sở hữu chiếc vé tham dự vòng bảng chung kết thế giới hàng năm. Những chiến thắng thuyết phục trước các đại diện đến từ Big Four khiến cả những ứng cử viên vô địch tới từ hàng Trung phải xây sẩm mặt mày. Những tình huống Lee Sin cướp rồng ngay trước mũi tim địch, Khazit nhảy múa giữa đội hình đối phương, Ari làm ảo thuật bốc hơi chủ lực trong một nốt nhạc, và cả con Tristana vác súng lùa 5 thành viên đối thủ để lấy về củ Quadrakill. Tất cả những khoảnh khắc đó đã tạo nên thứ xúc cảm quá độ tuyệt vời, tạo nên một Gam 2017 quá độ vĩ đại trong mắt người hâm mộ Việt Nam mà sẽ rất khó để có một đội tuyển nào khác có thể tái hiện kỳ tích tương tự. Khi Lưu nói khó có đội tuyển nào tái hiện được điều tương tự, điều đó cũng bao gồm cả chính bản thân Gam ở những năm tháng sau này. Gigabyte Marine 2017 đã tạo nên một cái bóng quá lớn và điều này vô hình chung trở thành sức ép, gánh nặng về mặt tâm lý cho chính họ trong những lần tiếp theo bước ra thế giới. Thành tích của đoàn quân áo vàng đen tại đấu trường lớn nhất năm cũng giảm sút đi đáng kể. Năm 2018, một năm sau cơn địa chấn được đội tuyển này tạo ra, bản thân họ lại phải ngậm ngùi ở nhà nhìn đại diện khác của khu vực bước ra thế giới. Năm 2019, họ quay trở lại chung kết thế giới cùng một bộ mặt mới với sự thay máu đáng kể trong đội hình. Chỉ tiếc rằng sự thay đổi đó lại là theo chiều hướng tệ đi. Năm 2022, 2 năm sau khi VCS vắng mặt ở tất cả các giải đấu quốc tế vì đại dịch, Gam tiếp tục trở thành đầu tàu, đại diện số 1 của VCS bước ra thế giới. Nhưng rồi cũng một lần nữa, họ khiến cho người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng khi để thua chóng vánh trước các đại diện tới từ khu vực khác. Gần như khán giả không được chứng kiến bất kỳ sự chống trả nào tới từ đội tuyển vàng đen. Họ đơn giản là cứ thế để cho đối thủ hủy diệt mình. Dấu ấn duy nhất mà họ để lại là màn gạt giò Top Esports ở lượt về. Thế nhưng như đó vẫn là chưa đủ và vẫn là bước thụt lùi so với bản thân họ trong quá khứ. Nếu màn trình diễn của Gam tại chung kết thế giới 2022 khiến người ta có đôi chút thất vọng, thì tại MSI 2023 họ khiến khán giả tuyệt vọng hoàn toàn. Họ để thua đại diện tới từ Bắc Mỹ là Golden Guardian, sau đó để thua luôn cả đội tuyển tới từ ngoại cạc là Rainbow Seven, qua đó rời giải đấu với không một trận thắng. 6 năm trước, Gam đã đưa vị thế của VCS lên một tầm cao mới, vượt ra khỏi ngoại cạc, để rồi giờ đây cũng chính họ đã đem VCS quay trở lại vạch xuất phát. Công ra công, tội ra tội, không một ai trong số chúng ta có thể phủ nhận được những gì mà Gam Esports đã cống hiến cho nền liên minh huyền thoại nước nhà. Thế nhưng, người hâm mộ cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước những thất bại có phần bạc nhược và đáng trách của Gam. Cũng chính vì lý do đó mà đoàn quân áo vàng đen sẽ phải nỗ lực hết sức trong kỳ chung kết thế giới lần này để có thể lấy công chuộc tội, một lần nữa gây dựng lại vị thế của VCS trên đấu trường quốc tế. Cơ sở là hoàn toàn có khi mà tại giải đấu trên đất Hàn, Gam sẽ xuất phát ở tại vòng khởi động và nhánh đấu bốc thăm được coi là rất thuận lợi dành cho họ. Bên cạnh đó, Gam cũng được cho là đang sở hữu dàn nhân sự tốt nhất có thể của VCS hiện tại, khi cả 5 người chơi đều được coi là top đầu khu vực của từng vị trí. Bộ ba cánh trên số 1 VCS, Kiaya, Levi, KT. Cánh trên từ trước đến nay vẫn luôn là điểm mạnh và là niềm tự hào của Gam Esports. Bất chấp việc họ đã có sự thay đổi rất nhiều về mặt nhân sự suốt những năm qua, thế nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là họ luôn sở hữu cho mình bộ ba cánh trên chất lượng nhất nhì VCS. Và nhân tố quan trọng nhất để hình thành nên sức mạnh đó chắc chắn phải là người đi rừng huyền thoại của đội tuyển, Captain Levi. Có thể nói, Levi sinh ra là để dành cho Gam và ngược lại.
và chính mối liên kết này khiến cả hai gặt hái được rất nhiều thành quả khi đồng hành cùng nhau. Rất khó để tìm ra được một người đi rừng nào ở VZ hiện tại có thể so sánh được với Levi, bởi anh là người đã lĩnh hội đủ tất cả các yếu tố, từ kỹ năng, tư duy đến kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Dù cho sắp bước sang tuổi 26, thế nhưng Levi của chúng ta vẫn giữ được đôi tay làm bánh rất khéo. Ở mùa giải 2023, anh duy trì sự trên cơ của mình so với những người đi rừng khác của VZ, minh chứng là tỷ lệ dẫn trước 63%. Anh cũng tác động tới trận đấu cực kỳ hiệu quả với hơn 73% tỷ lệ tham gia hạ gục toàn đội. Bể tướng của Levi rất đa dạng, với gần 20 cái tên được mang ra sử dụng xuyên suốt mùa giải, trong đó phải kể tới quân bài tủ, Wu Kong khóa vào 28 lần và đạt tỷ lệ thắng 85%. Bên cạnh đó, không thể không kể đến khả năng macro và kêu gọi đồng đội của Levi. Bản lĩnh của một thủ lĩnh đích thực giúp anh đưa ra những quyết định một cách vô cùng nhanh chóng và chính xác. Anh luôn là đầu tàu và là chỗ dựa vững chắc cho Gam ở những thời khắc quan trọng nhất, và chắc chắn chung kết thế giới sắp tới cũng không phải là ngoại lệ. Nhắc tới thành công của bộ ba cánh trên Gam Esports, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua cái tên Kiaya. Nếu Levi là đầu não của đội tuyển thì Kiaya chính là cánh tay phải vững chắc giúp người đội trưởng của mình có thể tự tin triển khai thế trận. Kiaya luôn được biết tới là người chơi có nền tảng kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, điều khiến người hâm mộ luôn yên tâm đặt niềm tin ở anh là sự ổn định tuyệt đối. Ở giải đấu quốc nội, người ta hiếm khi nào thấy Kiaya phải chịu thua thiệt trước đối thủ cùng đường. Trái lại, anh luôn là người tỏ ra trên cơ hơn và thường xuyên tạo ra điều kiện thắng cho đồng đội của mình. Minh chứng là tại mùa giải 2023, anh sở hữu tỷ lệ thắng đường lên tới hơn 73%, một con số cực kỳ áp đảo. Dù cho là những đấu sĩ carry như Jack, Renekton hay những quân bài chống chịu như Cassante, Sion, anh đều có thể làm chủ khu vực đường trên của mình một cách dễ dàng. Yếu tố giúp cho Kiaya có thể giữ vững vị thế của mình lâu đến như vậy, đó là bởi anh luôn giữ cho bản thân mình ở trên mặt đất, không để cho cái tôi trở nên quá cao. Tuy vậy, giải đấu ASEAN vừa qua lại là một hồi chuông báo động đỏ về top lane của Gam Esports khi chiến thần bất ngờ để tụt dốc phong độ và thất thủ trước cả những cái tên vốn được cho là yếu hơn mình. Người hâm mộ chắc chắn đang cảm thấy rất lo lắng, bởi đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm và chỉ cần một sơ sót cũng có thể khiến cho mọi thứ mà đội tuyển của anh gây dựng tan thành mây khói. Cái tên còn lại trong dàn tam tẩu cánh trên của Gam Esports không ai khác, đó chính là KT. Từ trước tới nay, KT vẫn luôn là một mid lane hàng đầu tại VCS. Trong mùa giải 2023, anh sở hữu tỷ lệ thắng đường sấp xỉ 60%. Bên cạnh đó, KT đóng góp tới hơn 26% tổng sát thương toàn đội, cùng với 70% tỷ lệ tham gia hạ gục. Có thể thấy những tác động của cựu tuyển thủ Team Flash vào trận đấu là cực kỳ rõ rệt. Thế nhưng quốc nội là một chuyện, quốc tế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bên cạnh Style, KT là tuyển thủ nhận nhiều chỉ trích nhất của người hâm mộ sau những thất bại quốc tế của Gam. KT thường xuyên thua đường, di chuyển sau đối phương, trong giao tranh cũng không thể hiện được gì quá đáng kể. Hiện tại KT đã tìm lại được bản thân phần nào thông qua màn trình diễn tại VZ 2023 Hoàng Hôn và KIAZ vừa qua. Quan trọng hơn, meta chung kết thế giới sắp chứng kiến đợt tăng sức mạnh cho tướng tủ Syndra của KT. Vì thế, người hâm mộ Gam có quyền kỳ vọng ngài Phê có thể sẽ tỏa sáng lần đầu tiên tại giải đấu quốc tế này. Bộ đôi đường dưới số 1 VZ, Slider, Ballet. Nếu để nói về cặp đôi đường dưới có màn trình diễn khủng khiếp nhất tại VZ những năm gần đây thì chắc chắn câu trả lời là Slider và Ballet. Là một phần của đội hình Team Flash 2020, đội hình được cho là 90% sức mạnh nằm ở cánh dưới. Chắc hẳn khán giả cũng có thể hình dung sự áp đảo của bộ đôi này so với phần còn lại của VCS. Slider chính là định nghĩa chuẩn mực cho một xạ thủ gánh team đích thực và là bậc thầy của lối chơi nhất xạ tứ nô. Một khi được đồng đội dùng tài nguyên, Slider chắc chắn sẽ không làm ai thất vọng. Khả năng giữ vị trí và xạ sát thương trong giao tranh của anh cực kỳ nhạy bén, biết khi nào cần thi đấu an toàn, khi nào cần chơi lớn lao vào giữa đội hình đối phương để có thể tối đa sát thương. Chính nhờ tổ chức đó mà Slider luôn là xạ thủ hàng đầu của VZ trong suốt những năm qua. Xuyên suốt VZ Hoàng Hôn, khán giả được chứng kiến vô số những tình huống Slider bước ra carry team những lúc đồng đội gặp khó khăn. Với trung bình 634 sát thương mỗi phút, chiếm sấp xỉ 27% tổng sát thương toàn đội, anh luôn là chủ lực và là vũ khí tối thượng mà bất kỳ đội tuyển nào sở hữu cũng có thể tự tin dựa vào. Chung kết thế giới sắp tới sẽ là lần đầu tiên mà Slider được bước ra thế giới sau nhiều lần lỡ hẹn đáng tiếc. Khát khao chứng minh, khẳng định bản thân của anh chắc chắn sẽ khiến anh thi đấu với 200% công lực của mình. Hãy cho Slider một điểm tựa, anh sẽ bắn cả thế giới. Đó là câu nói được nhiều khán giả VCS truyền tài nhất trong suốt giai đoạn 2020. Và điểm tựa đó không ai khác ngoài người bạn hỗ trợ thân tín, Ballet. Ballet là mẫu người chơi hỗ trợ có thể nâng tầm xạ thủ cùng đường một cách rõ rệt. Đó là bởi anh có thể sử dụng hiệu quả mọi chất tướng hỗ trợ, từ những thuật sư như Lulu đến những hỗ trợ mở giao tranh như Rakan, Nautilus. Quan trọng hơn, Ballet sở hữu một bộ óc tư duy cực kỳ nhạy bén. Những bước di chuyển đảo đường của anh luôn rất khó đoán và khiến đối thủ trở tay không kịp. Khi kết hợp với những người đi rừng kinh nghiệm như Levi, bộ đôi này hầu như có thể kiểm soát hoàn toàn từng bước di chuyển của đối thủ, khiến các đường có thể thoải mái thi đấu. Cuối cùng, Ballet cũng được biết tới như một cỗ máy thông tin đích thực.
Chỉ cần theo dõi những đoạn mic check từ những trận đấu của Ballet, khán giả có thể thấy được những tình huống anh đọc đối thủ như một cuốn sách. Anh nắm rõ từng động thái của đối phương, tham minh từng phép bổ trợ, từng chiêu cuối một cách vô cùng chuẩn chỉ. Đây là tố chất mà không phải ai cũng có thể làm được, và nó cũng là thứ khiến Ballet nổi trội hoàn toàn so với những người chơi hỗ trợ khác tại VCS. Không giống với người bạn đồng hành Slider của mình, Ballet là người chơi đã có kinh nghiệm chinh chiến ở các giải quốc tế. Chính vì vậy mà đường dưới của Gam sắp tới sẽ không cần phải lo ngại về việc họ sẽ bị bỡ ngỡ khi đối đầu với những khu vực khác. Ban huấn luyện Gam. Một yếu tố khác cũng cần lưu tâm, đó là dàn ban huấn luyện mà Gam mang đến chung kết thế giới lần này. Trước đó tại MSI, khán giả cũng đặt ra rất nhiều hoài nghi về vị trí này khi Gam không thực sự có được đội ngũ huấn luyện bài bản. Ở đấu trường lớn nhất năm, bên cạnh Hankey và Ray đóng vai trò lên kế hoạch và quản lý tổng thể, đoàn quân vàng đen cũng có thêm sự phục vụ của ba chuyên gia, những người đóng vai trò hỗ trợ và dẫn dắt các tuyển thủ đến với chiến thắng. Đầu tiên, ở vị trí cố vấn chuyên môn là sự góp mặt của Utility, cựu huấn luyện viên trưởng của Sài Gòn Buffalo. Với kinh nghiệm sẵn có của mình, cộng với sân nhà Hàn Quốc, Utility sẽ giúp Gam bổ sung các khía cạnh về mặt chiến thuật và nghiên cứu đối thủ. Bên cạnh đó là nhìn nhận lại và cải thiện những vấn đề còn hiện hữu. Tiếp theo đó là hệ thống những huấn luyện viên làm việc từ xa với sự góp mặt của hai cái tên Molekyl và Jensen. Molekyl là phân tích viên đến từ Anh. Anh đóng vai trò là người giúp các tuyển thủ nâng cao khả năng thông thạo tướng, bao gồm tối ưu hóa cách lên đồ, kỹ năng và lối chơi tổng thể. Bên cạnh đó là Jensen, huấn luyện viên kỳ cựu đến từ Singapore, người cũng đã từng có thời gian làm việc tại VCS với EVOS, người sẽ giúp Gam trong khía cạnh định hướng chiến thuật, giao tiếp giữa và cuối game. Với việc nâng cấp hệ thống ban huấn luyện lần này, chắc chắn Gam sẽ đem đến một bộ mặt mới mẻ hơn với nhiều cải tiến trong lối chơi, hướng tới mục tiêu đem về những thành công cho bản thân đội tuyển nói riêng và VCS nói chung. Giống như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn, Gam Esports bằng một cách thần kỳ nào đó lại đang sở hữu được tất cả những gì tinh túy nhất của VCS trong những năm qua. Cánh trên của Gam, cánh dưới của Team Flash, những thế lực hùng mạnh nhất từng thống trị giải đấu quốc nội kể từ năm 2020 đều đang hội tụ trong cùng một đội hình. Chưa kể đến bảng đấu sắp tới của họ tại chung kết thế giới, tương đối dễ thở. Thiên thời, địa lợi, chỉ chờ nhân hòa. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để Gam Esports chuộc lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ, đồng thời tái hiện lại lịch sử hào hùng để một lần nữa làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường thế giới. Tương lai của VCS, tất cả sẽ phụ thuộc vào khoảnh khắc này. Gam Esports, bây giờ hoặc không bao giờ. Theo bạn, liệu Gam Esports có thể nâng tầm vị thế của VCS trong kỳ chung kết thế giới lần này? Liệu họ có thể tạo ra được những bất ngờ như những gì họ đã từng làm 6 năm về trước? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho Lu được biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.